Xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một con máy điều hòa một cục của hãng Corona, một con hai chiều nóng lạnh có 4 chức năng. Con này có làm lạnh, hút ẩm, sưởi ấm và quạt gió. 4 chức năng các bác dùng trong 4 mùa nhé. Một con máy rất là tiện lợi luôn. Chiều cao con máy này nó vào khoảng 80 phân, chiều ngang vào khoảng 35 phân. Một con máy em bán rất là chạy mà rất là hiếm. Vì cái điều hòa một cục này đa số thì nó chỉ có một chiều lạnh thôi, nhưng mà con này thêm chiều nóng, các bác dùng được cho 4 mùa. Mà giá của nó thì cũng không chênh lệch nhiều. Đây là một con máy Corona, em để số 30. 4 chức năng, có chiều nóng, em bán 4 triệu rưỡi nhé. Một con máy hình thức rất là đẹp. Dàn của bọn này tương đối là to. Đấy, cho nên là con này các bác lưu ý là nó không có hệ thống tự tiêu nước đâu ạ. Con này là phải dùng ống để thoát nước nhé. Đấy, nó sẽ có lỗ ống thoát nước bên này này. Đấy, các bác lắp ống vào. Con này dàn nó to. Đấy, bình thường là các con khác có hệ thống tự tiêu nước, nhưng mà riêng cái con hai chiều nóng lạnh này thì nó lại không có hệ thống tự tiêu nước đâu ạ. Thì các bác lưu ý một điều là như vậy. Con này công suất 8.000 BTU, chạy rất là khỏe. Độ lạnh cửa gió mát lạnh cóng tay luôn ạ. Đấy, các bác có thể dùng cho phòng khoảng 10-12 mét vuông, 15 mét vuông. Con này thì cũng có điều khiển đa năng. Điều khiển của bọn này rất là sẵn thôi ạ. Các bác mua các cái điều khiển học. Đây, điều khiển học nhé. À, điều khiển đa năng nhé. Cũng 1.000 chức năng trong một này. Cài cho mã 760. Đây, là nó nhận thôi. Đấy, trên máy thì các bác có thể cài được các cái chức năng như là tăng giảm tốc độ quạt gió này. Đấy. Rồi là hẹn giờ off này, tắt rồi. Hẹn giờ bật này, chuyển được các chế độ làm đây đang làm lạnh này. Như này là các bác chuyển nó hút ẩm này. Chuyển xuống quạt gió này, chuyển đây là sưởi ấm này. Ở chế độ làm nóng này thì các bác lưu ý là thời tiết bao giờ nó phải rơi tầm khoảng dưới 30 độ nhá thì các bác mới có thể làm nóng được thì nó mới chạy. Đấy, còn nếu mà nhiệt độ đang 30 độ này thì bật chế độ nóng nó không chạy đâu thì máy nó sẽ im re luôn ạ. Đấy, có lưu là như vậy. Đấy. Vì khi nhiệt độ mình cài đặt mà nó cao hơn nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ cài đặt thì máy không thể nào đóng lốc được. Đấy là như vậy. Đây, em chuyển lại chế độ làm lạnh. À đây, cái này trên đầu này thì nó là tự động. Chế độ này chế độ tự động. Nếu mà trời mát thì nó trời lạnh thì tự động sưởi ấm, mà trời nóng thì tự động làm lạnh. Đấy. Đây, mình dùng chế độ này nhé, tăng giảm nhiệt độ. Điều khiển này rất là sẵn thôi, 50.000 một chiếc. Đấy, con này em bán là bao 4 triệu rưỡi nhá. Con nào lấy các bác liên hệ. Ship hàng toàn quốc, giá 4 triệu rưỡi, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác sang mua đặt cọc trước 500, nhận hàng thanh toán nốt. Chào các bác.